Trong thể thao, bản thân những bản hợp đồng của các đội tuyển cũng là một đề tài vô cùng thú vị để bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Thậm chí có những khi bản thân một tờ giấy với những điều luật, việc đặt bút chỉ vỏn vẹn trong vài giây còn có sức hấp dẫn hơn rất nhiều những trận BO5 kéo dài năm ván. Như mọi bộ môn thể thao khác, Liên minh Huyền Thoại cũng có cho mình những chữ ký tốn nhiều giấy mực, tiêu phí nước bọt và thời gian lên mạng của cộng đồng. Ví dụ như những tuyển thủ mà Katie Roster đã chiêu mộ để hoàn thành một hệ ngân hà lấp lánh năm 2015, hay như mức lương cao đến vượt trần mà The Sai nhận nếu gia hạn với Weibo. Và để lưu kể cho mọi người về 5 vụ chuyển nhượng tai tiếng nhất trong lịch sử. Đừng quên rằng video này không có tính xếp hạng và hãy cho Lưu biết ý kiến của mọi người ở bên dưới. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu. Nói đến Jeju, cộng đồng hẳn sẽ nghĩ ngay đến một đội với rất nhiều tên gọi: Chúa Hề, Rạp Xiếc Châu Âu, Nhà Vua của LAC. Trong khoảng thời gian đó, Perk đã luôn đóng vai trò quan trọng trong đội hình Jeju và đã có những người nghĩ rằng anh sẽ gắn liền đời tuyển thủ của mình với Jeju Esports như cái cách Kim trung thành với Frick. Nhưng hiển nhiên tất cả chỉ còn là quá khứ và ẩn sau tấm hình ấm áp như gia đình của Jeju lại có những chuyện không hề tốt đẹp. Từ trước khi sự việc bắt đầu, đã có tin đồn từ chú cừu LAC Wulu về việc Perk rời Jeju, về việc anh muốn tiếp tục chơi ở đường giữa nhưng Cap lại là lựa chọn cuối cùng của đội. Jeju thì im lặng. Còn anh hàng xóm thân thiện của DK thì lên mạng kể một câu chuyện ngụ ngôn tự mình nghĩ ra về cừu và sói như một ẩn ý về mối quan hệ rạn nứt của mình với những người từng chung chí hướng. Đồng ý rằng Jeju đã để cho Perk ra đi ngay cả khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Ocelot cũng đã dành những lời co cảnh cho anh và nói rằng Luka có thể làm bất cứ điều gì cậu ta muốn. Và thật mỉa mai thay, đó không phải là một lời nói thật. Ừ thì Luka đi đâu làm gì cũng được, ngoại trừ việc đặt tiền tổ Fnatic vào ID của mình. Jacob Wolf, tay viết của trang Dota Esports cũng cho biết thêm rằng trong hợp đồng chuyển nhượng giữa Jeju và Cloud9 có một điều khoản không cho phép Perk khoác áo Fnatic trong vòng 3 năm liên tiếp, tức là đến tận mùa giải 2024. Phía Fnatic đương nhiên đã phàn nàn lên LAC và yêu cầu điều tra. Thế nhưng kết quả được Riot trả về như một cái tát khi xác nhận điều khoản trên không ảnh hưởng đến lựa chọn trong tương lai của Perk và cũng chưa có một quy định rõ ràng về những trường hợp như vậy. Điều duy nhất an ủi Fnatic là phía Riot đã có cuộc làm việc với cả ba đội để gỡ bỏ điều khoản trên. Về mặt logic, đây là một quyết định hoàn toàn dễ hiểu. Trong một buổi tọa đàm, Ocelot cũng nói rằng mình không thể để đối thủ lớn nhất của Jeju trở nên quá mạnh. Nhưng rõ ràng vụ việc vẫn khiến cho cộng đồng đam mê hết drama được một dịp phê pha khi đây được xem là một trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Liên minh Huyền Thoại. Lại nói về Fnatic, nhà vô địch chung kết thế giới mùa đầu tiên cũng có cho mình một câu chuyện tương đối thú vị với Reckless, cái tên từng là đứa con cưng của mình. Xạ thủ huyền thoại của châu Âu gia nhập Fnatic lúc 16 tuổi. Sau thời gian rèn luyện o bế, cậu bé thiên tài ngày ấy đã ngay lập tức được trao suất đánh chính khi đủ tuổi. Đây thực sự là một quyết định liều lĩnh nếu nhìn vào màn trình diễn tuyệt vời của Fnatic không có Reckless vào năm 2013 ấy. Thế nhưng sự liều lĩnh ấy đã được đền đáp xứng đáng. Reckless cùng Fnatic đã lấy về chức vô địch châu Âu mùa xuân, cùng với đó là hai lần liên tiếp bước vào trận chung kết LCSU ngay mùa giải xuất đạo. Màn trình diễn của Reckless ấn tượng đến nỗi làm lu mờ những ngôi sao bên cạnh mình và MVP mùa hè, bất chấp việc Fnatic ngậm ngùi thất bại trong trận đấu cuối cùng. Sau một mùa chung kết thế giới đáng quên, sau sự ra đi của những SBK, Soat, Reckless cũng dứt áo ra khỏi nơi đã nuôi dưỡng mình khi không còn nhìn thấy tham vọng vô địch của mái nhà xưa. Bến đỗ tiếp theo chính là cái tên vừa đánh bại Fnatic ở giải mùa hè, Alliance, nay đã đổi tên thành Element. Hành trình của siêu xạ thủ châu Âu cùng đội tuyển mới lại chỉ ngập tràn thất vọng. Những cái tên lớn đã chẳng thể nào gắn kết được với nhau để rồi dừng chân ở vị trí thứ 7 và ngồi nhà xem playoff. Trong lúc đó, Fnatic với đánh giá là thiếu tham vọng từ Reckless lại leo một mạch lên thẳng ngôi vương và tiến vào bán kết MSI mùa đầu tiên. Đó cũng là lúc Reckless quyết tâm quay lại mái nhà xưa, bất chấp mọi xì xào về một kẻ phản bội hám vinh quang. 5 năm sau đó là khoảng thời gian mà siêu xạ thủ một thời của châu Âu gắn bó cùng Fnatic với đủ mọi cung bậc, từ đỉnh cao tới ngôi vị á quân thế giới năm 2018 đến tận cùng thất vọng khi cứ mãi hoài thất bại trước Jeju. Và rồi lại một lần nữa, lịch sử lặp lại, Reckless rời bỏ Fnatic để đến với đoàn quân của Rap như cái cách mà anh đã đến với Alliance năm nào. Hành trình cùng Jeju dù không thật sự thảm hại nhưng cũng chẳng có gì đáng nhớ. Những gì Reckless làm được chỉ là để lại một màu sắc nhạt nhòa trong một đội tuyển với lối chơi truy cầu đột biến. Đoạn cuối của chặng đường lại là một quyết định khó tin, đến mức hoang đường trong mắt giới chuyên môn, khi Reckless rời bỏ Jeju, rời xa sân khấu LAC để xuống chơi ở giải hạng 2 trong đội hình Kamin Corp. Có những người đã hả hê khi nói rằng đây là đoạn kết của một kẻ phản bội. Người ta còn mỉa mai rằng Reckless chỉ luôn tìm kiếm danh lợi mà quên đi những gì Fnatic đã trao cho anh. Điều đó không sai, nhưng chỉ khi nhìn từ một góc nhìn phiến diện và thiếu công tâm. Từ một góc nhìn khác thì chẳng phải Reckless cũng đã trao cho Fnatic những năm tháng tuổi trẻ đầy thăng hoa của mình hay sao? Dù mọi người có nhận định thế nào đi nữa, thì những lần đổi màu áo của Reckless vẫn sẽ luôn là những câu chuyện ồn ào đã qua mà người ta vẫn sẽ kể mãi về sau.
Một siêu xạ thủ khác ở bờ bên kia của Đại Tây Dương cũng không kém phần ồn ào trong những lần chuyển nhượng, dù sự ồn ào này mang một tính chất hoàn toàn khác. Doublelift là một siêu sao thực sự của Liên minh Huyền thoại Bắc Mỹ, không chỉ bởi kỹ năng mà còn bởi vì cá tính của một xạ thủ xuất sắc nhất, quá khác biệt so với phần còn lại. Với kỹ năng Trash Talk đỉnh cao cùng với đó là sự tự tin vào khả năng của mình cao đến tận nóc, xạ thủ vĩ đại nhất Bắc Mỹ không chỉ nổi tiếng với những phát ngôn tất cả mọi người đều là rác rưởi, mà còn đi vào lòng của hàng triệu người với những clip vứt ao đẩu và những pha chua chạng. Chui thùng rác đầy ấn tượng. Với Doublelift, có lẽ COG là cái tên đầy phức tạp khi nhớ về. Anh đã luôn nỗ lực để có mặt ở trong đội hình của COG, để rồi ở lại và gồng gánh những con người bất ổn trong suốt 4 năm trời ròng rã. Là người đưa COG lên ngôi vương LCS mùa hè 2015, cũng là người bày tỏ lòng trung thành và muốn tiếp tục gắn bó với đội sau một mùa chung kết thế giới chẳng ra gì. Thế nhưng Doublelift lại bị chính COG đá ra, kèm theo đó là những lùm xùm tranh cãi về mâu thuẫn nội bộ. Khi lại bơ vơ như cái thủ vô gia cư ngày xưa, anh chàng này đã đến với TSM theo một cách không thể nào lầy lội hơn. Mang chào đón từ Bexen khi lôi Doublelift ra khỏi thùng rác, cùng với đó là hình ảnh siêu xạ thủ xứ cờ hoa vứt áo đấu COG thẳng vào sọt rác không một phút liên tiếp, trở nên nổi tiếng đến mức trở thành một trong những video liên quan đến Liên minh Huyền thoại có lượt xem nhiều nhất trên kênh của TSM. Khỏi phải nói cộng đồng đã cười nghiêng ngả và nổ tung với màn cà khịa đanh đá này như thế nào. Nó nổi tiếng đến mức đã trở thành biểu tượng mỗi khi nghĩ đến Doublelift. Thì đúng là anh không vứt áo TSM khi trở lại Team Liquid, nhưng có hề chi khi LCS quay hẳn một video mà anh hướng dẫn cách phân loại rác. Và tin tôi đi, không phải chỉ có một chiếc áo đấu được xem là rác thải thôi đâu. Có thể nói Doublelift là nhà vua của xạ thủ Bắc Mỹ. Đã có rất nhiều những cái tên thách thức anh tại sân nhà để rồi gục ngã. Các ông chủ cũng vừa yêu vừa hận bởi vì khung nhà dạy chợ là hoàn hảo để nói về anh. Năm 2020, lại thêm một lần Doublelift chui thùng rác và vứt áo đấu của Team Liquid vào sọt y hệt áo COG năm xưa. Và khi có rất nhiều tin đồn về việc Doublelift tái xuất giang hồ trong màu áo Hennessy, người ta lại tò mò xem liệu chàng vương Bắc Mỹ có lại vứt áo nữa hay không. Nếu như LCS có Doublelift, thì VZ cũng từng có một con người tương tự. Vị vua Trash Talk, chúa tể ngôn từ, ma vương vạ miệng sẽ là những gì mà người ta nói về Zeroth. Một tuyển thủ có tài nhưng bị hại bởi chính những phát ngôn của mình, để rồi phải sớm chấm dứt sự nghiệp của mình. Có thể nói việc Zeroth trở về game sau thời gian mặn nồng cùng Buffalo là câu chuyện phức tạp và tốn giấy mực nhất giới chuyển nhượng VZ tính tới thời điểm hiện tại. Những bức ảnh bằng chứng về nghi án đi đêm mà Zeroth tự mình thông báo với ban tổ chức về vụ việc. Sau đó Garena vào cuộc rồi cưỡng chế Zeroth trở lại trạng thái tuyển thủ tự do, rò rỉ hình ảnh Zeroth tại Gaming House của GAM. Hình phạt cuối cùng là Buffalo trắng án, Zeroth bị cấm 6 trận. Năm tháng có thể trui rèn con người nhưng rõ ràng thời gian bất lực trước Minh Lộc hay cảm giác được ồn ào bủa vây và được mọi người chú ý đã khiến Zeroth cảm thấy thích thú. Không ai biết, chỉ biết rằng khi rời GAM, Ma Vương một thời lại tiếp tục đăng đàn và nói quá nhiều về vấn đề lương thưởng. Khoan hay bàn đến tính đúng sai của những phát ngôn ấy, nhưng chắc chắn nó gây ra rất nhiều sự ồn ào. Đỉnh cao của vạ miệng là khi Zeroth có những phát ngôn không suy nghĩ về dịch bệnh. Ngay giữa đêm đó khi mọi người còn đang ngáy ngủ, vụ việc ồn ào dẫn đến ác phạt nặng nhất trong lịch sử VZ đã cứ thế mà khai màn. Con dấu cấm thi đấu toàn cầu, giáng xuống và kết thúc vĩnh viễn sự nghiệp của người chơi đường trên lắm tài nhiều tật. Vừa qua, đại diện của Zeroth cho biết họ đã làm việc và thống nhất với VZ. Zeroth sẽ không thể tham gia tất cả các giải đấu do Riot tổ chức dù có thay đổi người điều hành. Đây được coi như câu trả lời đanh thép khi mà dịch bệnh đã dần lui, người ta đã dần quên và những comment về việc unban nhân tố Z lại bắt đầu tràn lan trên mạng xã hội. Án cấm thi đấu vĩnh viễn hoàn toàn có thể được gỡ bỏ, mà tiêu biểu là trường hợp của Jensen khi còn là Incarnation trong quá khứ. Thế nhưng Riot cần phải có thời gian và thái độ thành khẩn từ đối phương. Đấy là chưa kể phát ngôn năm nào của Zeroth vẫn là một vấn đề lớn liên quan đến những mặt khác của xã hội. Thôi thì dễ lửa và fan của anh ta chỉ còn cách trông đợi vào một phép màu. Được biết đến như một khu vực cực kỳ chuyên nghiệp trong mọi khâu của một giải đấu, nhưng LCK cũng không miễn nhiễm với drama. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất, tai tiếng nhất có lẽ là vụ việc của CVMax, So và Riffin. Nhưng hôm nay, Lu sẽ kể cho các bạn nghe về một nạn nhân khác của một bản hợp đồng ma quỷ, đó là đương kim vô địch LPL, Canavi. Nhìn lại thì Canavi rõ ràng là một sự bổ sung chất lượng khi người đi rừng thời điểm ấy của Jindong là Flawless luôn hụt hơi ở những thời điểm quan trọng. Thế nhưng rõ ràng tuyển thủ tài năng của xứ Hàn đã trở thành nạn nhân của thứ được gọi là hợp đồng nô lệ. Theo phân tích của tờ Kumin Inbo, giao kèo có thời hạn 5 năm, trái với quy chuẩn tối đa mà Riot đặt ra. Không chỉ vậy, hợp đồng còn có những điều khoản tồi tệ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, những câu từ có tính một chiều, cắt đứt quyền tự quyết của tuyển thủ. Điều đáng lên án nhất là Canavi và gia đình cũng không biết gì cả và đương nhiên không được giải thích về những điều khoản đầy tính ép buộc đó. Bản thân Canavi đã rất hoang mang.
Thử tưởng tượng mà xem, nỗ lực hết mình để trở thành thực tập sinh của một đội tuyển mạnh lại bị chính đội tuyển đó đẩy đi bơ vơ nơi xứ người. Trong tình cảnh như vậy, việc phải chịu đựng một hợp đồng 5 năm với những điều khoản không hợp lý là quá sức với một chàng trai tài năng khi tuổi đời còn quá trẻ. Thật may khi bên cạnh anh lúc đó lại là đàn anh Im cùng những người đồng đội tốt. Nếu như họ không ở bên, động viên và đưa lời khuyên rằng Canavi cần phải làm gì, thì có lẽ cả anh lẫn Jindong vẫn chỉ có thể ngồi nhìn người khác nâng cấp LPL mà ước ao. Và cũng thật may khi vụ việc được phanh phui theo câu chuyện của CBMAC và Refin, để rồi tính nghiêm trọng của nó bắt buộc Riot, LCK và LPL lẫn phía chính phủ Hàn Quốc phải vào cuộc. Vụ việc cũng đánh dấu một bước chuyển của LCK khi những hợp đồng nô lệ tương tự đã được hủy bỏ. Phía LCK cũng đã công bố một hợp đồng khung mà các đội phải tuân thủ nhằm đảm bảo quyền lợi của tuyển thủ và tránh những vụ việc tương tự. Những phản ứng nhanh, quyết liệt và triệt để trên đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng và có thể nói là một nhân tố đáng kể để tiếp tục xây dựng một LCK mạnh mẽ như hiện tại. Về phần Canavi, như mọi người đã biết, sau khi được giải phóng khỏi hợp đồng bất công, người đi rừng tài năng này đã quay lại Jindong và thăng hoa với chức vô địch EBL đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Có vẻ như scandal cũng có thể đem đến những điều tốt đẹp, thi thoảng là như vậy phải không? Trên đây là một số những bản hợp đồng nhiều ồn ào trong lịch sử Liên minh Huyền Thoại. Và đừng quên rằng từ ồn ào ở đây được hiểu theo nhiều cách. Nếu như của Perk phơi bày mâu thuẫn nội bộ của một tổ chức nhìn như đoàn kết, thì Rocket gần như chỉ là nạn nhân của những kẻ lắm điều. Về Double Leaf, những ồn ào lại mang tính tích cực khi anh đã và luôn là một trong những màu sắc thú vị nhất xuất hiện trong một bức tranh tổng thể của Liên minh Huyền Thoại. Với Canavi, vụ việc của anh đã đem đến ảnh hưởng to lớn khi dẫn tới sự thay đổi triệt để của hệ thống hợp đồng tại xứ Hàn. Về phần Zeroth, luôn nghĩ là luôn nói quá nhiều rồi. Nếu bạn biết những câu chuyện chuyển nhượng cũng nhiều tai tiếng, hãy để lại bình luận. Cũng đừng quên nhấn đăng ký, theo dõi kênh cũng như nhấn chuông nhận thông báo để có thể theo dõi nhiều hơn những nội dung sắp tới.